Thưa quý vị, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 SEA Games sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 tại Campuchia. Tại đại hội sẽ tổ chức 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự 31 môn, 446 nội dung. Chiều nay, Tổng cục Thể dục Thể thao đã tổ chức họp báo thông tin tới báo chí về công tác chuẩn bị trước ngày lên đường tham dự đại hội của Đoàn Thể thao Việt Nam. Theo thông tin từ Ban tổ chức, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 gồm 1.003 thành viên do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt làm trưởng đoàn. Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là phấn đấu có mặt trong top 3 các nước tham dự đại hội với 90-120 huy chương vàng. Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ diễn ra vào tối ngày 19 tháng 4 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Đoàn sẽ lên đường sang Campuchia vào sáng ngày 3 tháng 5 với hai điểm xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn di chuyển từ Hà Nội quá cảnh tại Viên Chăn, Lào, trong khi đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh bay thẳng sang Phnom Penh. Hiện các công tác chuẩn bị đã hoàn thành nhằm phối hợp với chủ nhà Campuchia chuẩn bị cũng như tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam yên tâm thi đấu và đạt kết quả tốt nhất. Để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc, những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp để gìn giữ và phát huy giá trị nét đẹp truyền thống của các lễ hội. Lễ hội Hoa Lư được tổ chức hàng năm tại di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch. Đây là lễ hội có lịch sử lâu đời, phản ánh đậm nét sinh động về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đức vua Đinh Tiên Hoàng và lịch sử Việt Nam qua triều đại Đinh, Lê, Lý. Tôi cảm nhận được lễ hội đã tổ chức và vẫn giữ được cái nét đẹp văn hóa truyền thống. Ngoài phần lễ thì các phần hội có nhiều hoạt động phong phú, nhiều trò chơi dân gian góp phần gìn giữ được nét đẹp văn hóa của cha ông và giáo dục thế hệ trẻ. Ủy ban dân huyện cũng đã chú trọng cái công tác bảo tồn, khôi phục, phát triển các cái loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương, chú trọng cái công tác tuyên truyền về giá trị của di tích cũng như là ý nghĩa của cái truyền thống của các lễ hội. Ninh Bình hiện có 243 lễ hội, trong đó có hai lễ hội được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các lễ hội tuy được tổ chức với quy mô khác nhau, song đều thu hút được sự tham dự đông đảo của nhân dân và du khách. Hầu hết các lễ hội diễn ra vào mùa xuân, từ đầu tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Những năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp ổn định, phát huy giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Cơ bản không còn hiện tượng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bán đúng giá niêm yết, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tới đây sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 1055 năm nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư 2023. Sẽ có rất nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa, văn hóa truyền thống độc đáo riêng có, được lưu truyền hàng trăm năm, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Về những trò chơi dân gian, di sản văn hóa, mang đậm dấu ấn của vùng đất cổ Ninh Bình.